khuyên những người thương con. Trẻ con làm việc giết hại vật mạng đều do các bậc cha mẹ không ngăn cấm. Chúng giết hại quen rồi thì xem đó chỉ là chuyện bình thường. Ban đầu đối với những côn trùng nhỏ nhoi như kiến, dế mà không có lòng thương xót, ắt tiếp theo sẽ làm đến những việc mổ trâu giết chó mà không thấy cần gì phải ngăn giữ. Lòng trắc ẩn một khi đã bị đánh mất thì danh thơm tiếng tốt tiêu tan, dòng dõi cháu con dứt tuyệt, hết thảy đều do đó mà ra. Cho nên biết rằng từ thuở còn thơ ấu, nếu rèn theo việc thiện ắt sẽ nên người thiện, tập theo việc ác ắt phải thành người ác, không thể buông lỏng dù chỉ một ngày không lưu tâm dạy dỗ. Xin có lời trọng khuyên hết thảy những bậc phụ huynh, sinh linh vật mạng dù nhỏ nhoi cũng nên cứu vớt. Con em trong nhà dù còn thơ ấu cũng phải lo răn dạy ngăn ngừa. Làm sao cho những chỗ thấy nghe của con em mình hết thảy đều là hiền thiện. Dù là kẻ đã trở thành bất nhân cũng nên dạy dỗ cảm hóa. Huống chi trẻ con vốn đều mang bản chất hiền thiện. Nếu không như vậy, thuở ấu thời không lo dạy dỗ, về sau có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Họ Than kể chuyện cõi âm. Than Xính là người huyện Lật Thủy, vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị, dự khoa thi hương. Vừa thi xong thì ngã bệnh. Đến khoảng nửa đêm ngày 6 tháng 10 năm ấy thì toàn thân lạnh cống, cứng đơ, rồi bao nhiêu sự việc đã làm trong đời đều tự nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Ông nhớ lại thuở nhỏ đùa nghịch có bắt một con gà đem giấu dưới rãnh nước, kết quả sóc đất cắn nó bị thương. Lại có lần ông giết chết cả một tổ dơi. Một lần khác có người giúp việc trong nhà ngủ mê, ông nghịch lấy giấy dầu đốt làm bỏng tay người ấy. Thế rồi trong giây lát bỗng thấy cả bầy dơi kéo đến đòi mạng. Trong lòng ông hết sức kinh sợ, nhưng rồi ông cũng chợt nhớ lại hết thảy những việc thiện đã làm. Dù nhỏ nhặt cũng nhớ lại hết. Bỗng nhiên ông chợt nhớ đến một câu trong tâm kinh: vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Tâm thức không chướng ngại nên không có sự sợ sệt hoảng hốt, có chút nhận hiểu, trong lòng liền được dần dần an ổn. Chợt ông nhìn thấy Đức Đại Sĩ Quán Thế Âm hiện ra trên cao, tay cầm nhành dương vẫy xuống nước, liền tỉnh lại. Về sau, đến năm Tân Sửu, ông đỗ tiến sĩ. Lời bàn: họ Than nhốt gà, giết dơi đều là những việc đùa nghịch thuở còn thơ ấu. Nhưng khi đến cõi âm, những con vật bị giết liền hiện ra đòi mạng, nên có thể biết được rõ ràng là tội giết hại vật mạng thì dù trẻ thơ cũng không được dung thứ. Huống chi bọn trẻ đùa nghịch gây hại, đâu chỉ với một con gà, một con dơi. Những ai thực sự biết thương yêu con em mình thì phải gấp rút suy ngẫm đến mối họa này mà sớm lo liệu ngăn ngừa. Phá tổ chim bị đốt khô chân. Ở huyện Ký Châu, có một đứa trẻ thường tìm kiếm các tổ chim rồi bắt lấy trứng đem về ăn. Một hôm, có người nói với nó: chỗ kia có trứng chim, cháu có thể đi cùng ta đến bắt. Đứa trẻ liền đi theo người ấy đến một ruộng trồng dâu. Bỗng nhiên nó nhìn thấy phía bên trái đường có một cái thành. Trong thành có nhà cửa đường xá hết sức đẹp đẽ đông đúc, lại có tiếng ca nhạc rộn ràng huyên náo. Đứa trẻ lấy làm lạ, liền hỏi: cái thành này có từ lúc nào? Người cùng đi quát bảo im không được nói, rồi dẫn nó vào thành. Vừa bước vào thì cửa thành đột nhiên đóng lại. Trong thành đầy những sắc nóng, lửa hồng dưới chân, nóng hực không sao chịu nổi. Đứa trẻ gào khóc la thét, chạy nhanh về cổng thành phía nam. Vừa đến nơi thì cửa thành liền đóng lại, lại chạy về cửa thành phía đông, rồi phía tây, phía bắc. Mỗi khi vừa đến nơi cũng đều thấy cổng thành tự nhiên đóng chặt lại. Bấy giờ trong ruộng dâu có một người đang hái lá dâu, nhìn thấy đứa trẻ ấy
vừa chạy vừa gào khóc la thét trong ruộng dâu nên nghĩ là nó bị điên, liền chạy về báo với cha nó. Người cha ra đến nơi, cất tiếng gọi tên đứa trẻ, nó vừa đáp lại liền ngã lăn ra đất. Cả tòa thành với lửa nóng đều không còn thấy nữa. Người cha nhìn hai chân con thì thấy từ đầu gối trở xuống cháy khét như bị nướng trên lửa. Gạn hỏi, nó liền kể lại những gì đã xảy ra. Người cha đưa về nhà lo việc chữa trị. Cuối cùng đôi chân đứa bé từ đầu gối trở xuống chỉ còn như hai que xương khô. Lời bàn: khổ não ở địa ngục đều do tâm tạo ra, cũng do nơi tâm mà hiển hiện. Người có phước đức sâu dày thì địa ngục cũng chính là cung điện cõi trời. Kẻ tạo nghiệp ác nặng nề thì cung điện cõi trời liền hóa thành địa ngục. Cũng giống như người mắc bệnh sốt rét, tuy ở cùng một nơi với người không có bệnh, nhưng người không có bệnh thì không thấy lạnh, còn người bệnh kia thì rét run cầm cập như đang ở giữa nơi băng giá. Lại có lúc người không có bệnh thì không thấy nóng, mà người bệnh kia thì mồ hôi tuôn như tắm, khác nào đang ở nơi lửa nóng. Đó là một lẽ để chứng minh. Lại như chư thiên ở các cõi trời lục dục, tuy cùng thọ hưởng các món ăn cõi trời như nhau, nhưng các vị nào phước đức nhiều hơn thì nhìn thấy món ăn ấy hoàn toàn trắng sạch. Còn những vị phước đức kém hơn thì tùy theo mức độ mà nhìn thấy món ăn ấy có màu ít nhiều sậm đỏ hơn. Cho đến các thứ như y phục, châu báu, cung điện cũng đều khác biệt theo cách như thế. Đó lại là một lẽ khác nữa để chứng minh. Lại như người đời khi ở trong bụng mẹ, hết thảy đều bị ngũ tạng, máu huyết bao quanh. Nhưng Đức Thế Tôn khi ở trong bụng Thánh Mẫu Ma Gia, nhập tam muội ly cấu, thì liền có các thứ gỗ thơm chiên đàn, châu báu vi diệu, vô số cung điện đều hiện ra để tự trang nghiêm. Đó chẳng phải là tất cả đều do tâm thức tạo ra đó sao? Vì thế biết rằng, đứa trẻ nghe tiếng người bảo chỗ kia có trứng, ấy là do chính từ trong tâm nó hiện thành, là trứng của vô minh. Nơi ruộng dâu lại có thành quách, đó cũng là do tự tâm nó hiện ra, là thành quách của những oan nghiệp đã tạo. Khắp trong thành đều có lửa nóng, cũng từ trong tâm nó hiện ra, là lửa nóng phiền não. Bốn cửa thành đều tự đóng chặt, cũng là do tự tâm nó mà hiện ra những cửa lao ngục. Cho nên có câu, địa ngục không xa, chính ở ngay trước mắt, tùy theo nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra đó thôi. Nên khuyên dạy phụ nữ. Kinh thi có câu, thân là phụ nữ, không cần quan tâm việc đúng sai tốt xấu trong gia đình, chỉ chuyên lo chuyện bếp núc là tốt rồi. Đối với chuyện bếp núc, như đã thường xuyên giết mổ, cắt xẻ, ắt sẽ dần thành thói quen, rất khó thay đổi. Nếu không phải người sẵn trồng căn lành từ nhiều đời trước, ắt rất khó tin nhận và giữ theo giới không giết hại. Nhưng người phụ nữ trong gia đình lo liệu chuyện bếp núc, nên hầu như chính là người nắm quyền quyết định việc có giết hại vật mạng hay không. Nếu là người có đức hiếu sinh, muốn bảo vệ sự sống, lẽ nào lại không đem đạo lý nhân từ mà khuyên dạy, cảm hóa ngay từ người phụ nữ trong gia đình mình? Nhờ việc chép kinh được thoát khổ. Vào đời nhà Đường, khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc, ở huyện Lạc Châu có người tên Ngũ Ngũ Nương. Sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng cho người chị và em trai của mình rằng, tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ, có giết một con cua đem giả nát để đắp lên. Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi, nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có trừng đau. Hiện có 7 mũi đau xuyên vào thân tôi, đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi. Người chị liền mang y phục để lại của Ngũ Ngũ Nương đến chùa Tịnh Độ cúng dường, thỉnh thầy Bảo Hiến
chép 7 quyển kinh Kim Cang. Vừa chép kinh xong, lại mộng thấy Ngũ Ngũ Nương hiện về trong mộng cảm tạ và nói: giờ cả 7 mũi đao đều ra khỏi thân thể, tôi nhờ phước ấy đã được tái sinh. Lời bàn: giết mạng con vật để trị bệnh còn không thể được, huống chi là vô cớ mà tạo nghiệp giết hại. Ruồi kiến cùng đòi mạng. Vào khoảng cuối đời nhà Minh, huyện Vô Tích, có người họ Dư, từ năm hơn 20 tuổi đã bắt đầu ăn chay, thờ Phật. Chỉ có điều, tính ông rất ghét các loài ruồi kiến, cứ nhìn thấy là giết hết. Đến năm 72 tuổi, ông bệnh rất nặng, bỗng nhiên hét to với người chung quanh rằng có vô số kiến chui vào miệng mình, lại nói có ngàn vạn con ruồi cùng kéo đến đòi mạng. Lát sau, nhìn thấy có đồng tử dẫn hồn đi đến, liền bỏ mạng. Lời bàn: xét việc họ Dư ưa giết ruồi kiến, cùng với những nghiệp báo xấu ác lúc lâm chung, thì chắc rằng việc ăn chay thờ Phật của ông ấy chỉ là sơ sài hình thức mà thôi. Nếu không phải vậy, thì Đức Như Lai vốn có đủ vô lượng oai lực, chỉ cần chí tâm niệm Phật một tiếng, còn có thể miễn trừ tội nặng trong nhiều đời. Huống chi ông ấy suốt đời tu trì, sao không miễn trừ được tội nghiệp trong hiện tại? Hơn nữa, nếu đã chân thành thờ kính Phật, làm sao còn có thể nhẫn tâm muốn giết ruồi diệt kiến? Nam mô A Di Đà Phật.